Thầy trò vùng cao xin kính chào quý thầy cô, quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị là trong mấy ngày cấp cứu cho chú bác thợ xây là hiện tại hôm nay là sức khỏe đã dần dần hồi phục. Thì đã chuyển sang khoa khoa này gọi là khoa điều trị rồi ạ. Thì theo như bác sĩ nói là hiện tại là sức khỏe chú là ổn định trở lại rồi. Nhưng mà về cái thần kinh ấy thì hình như là cũng không không được ổn lắm. Cũng là lúc thì nhận ra mọi người nhưng lúc thì lại có vẻ là cũng chưa 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 nhận ra lắm. Thì hôm nay thầy trò lại tiếp tục vào cập nhật tình hình để cho gửi tới quý cô bác anh chị được nắm bắt được. Hiện tại nằm trong khoa cứu đến ngày hôm nay cũng là ngày thứ năm rồi ạ. Ngày thứ năm thì là hôm nay bước sang ngày thứ sáu. Bước ngày thứ sáu là sức khỏe là ổn định trở lại. Đã chuyển sang khoa này gọi là khoa 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 điều trị. Khả năng thì nếu mà cứ theo tình hình phát triển này thì chắc chỉ trong vòng khoảng tầm 10 ngày thôi. 10 ngày là có thể là về được. Thì như hôm vừa rồi thầy trò em rất là vất vả mệt mỏi, cũng rất là may được các quý cô bác, các nhà hảo tâm, các tấm lòng vàng chung tay hỗ trợ cứu lại chú sống thêm một lần nữa. Thì thầy trò không biết nói gì hơn là thay mặt gia đình chú xin được gửi lời cảm ơn tới các bác, các chú, các nhà hảo tâm, các tấm lòng vàng, quý cô bác anh chị đã có sự đóng góp kịp thời để thầy trò em có viện phí để cho bác được mổ và điều trị ạ. Thì hôm nay thầy trò em cập nhật tình hình trong vòng ngày hôm nay thì bác sĩ cũng có nói là sức khỏe là ông Nhọt này là sức khỏe ông ấy tốt nên là chuyển sang luôn khoa điều trị để cho ông nằm. Thì hiện tại là bây giờ chỉ là bồi dưỡng và là dùng thuốc để điều trị thôi ạ. Vâng, thì như là cái thần kinh của ông ấy là từ cái hôm mổ ấy là có cái sức khỏe ổn định trở lại. Là lúc thì nhận ra người này nhưng lúc này lại nhớ nhớ quên quên. Thì theo như các bác sĩ nói là hiện tại như thế là rất là tốt rồi, vì là đã có sự phục hồi như vậy là rất là nhanh. Vì cái hôm mà đi chụp chiếu là tụ tụ máu động mạch chủ, tụ máu não, thì có nghĩa là đã bị ngơ đi từ cái hôm đấy rồi. Nên rất may là các bác sĩ đã chữa trị kịp thời. Thì đến hôm nay cũng đã tỉnh táo trở lại rồi thì thầy trò cũng sẽ tiếp tục là cập nhật tình hình của bác thợ trong vòng từ hôm nay đến hôm xuất viện để xem cái sức khỏe phục hồi nhanh hay chậm như nào thì thầy trò sẽ cập nhật cho quý cô bác anh chị biết ạ. Vâng, cũng mấy hôm vừa rồi thầy trò em cũng rất là rối trí, cũng không không biết là làm như nào được. Thì bệnh viện thì cứ giục là phải gửi tiền gấp. Thì cũng rất may là một số là các bác các chú ủng hộ cho quỹ hỗ trợ ngôi ngôi nhà mà thầy trò em đang lên là ngôi nhà nghèo nhất Việt Nam ấy, gia đình của cháu Say. Thì cái quỹ là thầy trò em vẫn kêu gọi. Thì hiện tại là nhà cháu thì thôi, tranh thủ đây thì thầy trò em cũng xin giải thích luôn là vợ chồng là đi làm thuê bên Phú Yên Sơn La. Cái huyện Phú Yên thì là bị mắc kẹt là 4 tháng nay rồi là không 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 về được. Đến tận ngày hôm nay thầy trò em cũng vẫn liên lạc nhưng mà chưa chưa thể về nhà vì là cái vùng đấy đang chỉ thị 16 ạ. Thì các bác các chú cũng bảo là trích một phần vì thầy trò em cũng không, vì tiền tiền của phần nào thì nó ra phần đấy. Nên là thầy trò em cũng không dám động vào. Thì hôm vừa rồi cũng rất là may là quý mạnh thường quân cũng bảo là trích một số tiền gấp ở cái quỹ cho nhà cháu bé, nhà nhà cháu Công là cháu gia đình nghèo nhất đấy ạ, để sang hỗ trợ cho ông Nhọt này trước. Thì sau này thì các cô bác các chú cũng sẽ lại gửi quay quay lại cho. Thì thầy trò cũng rất là cảm ơn rất nhiều. Vâng, thì đến buổi chiều ngày hôm nay thầy trò em sẽ vào để tiếp tục là hình như hôm nay bác sĩ bảo là phải ký gửi thêm 20 triệu nữa vì trước là đã ký gửi 15 triệu rồi ạ. Thì hiện tại là bây giờ cũng đã là 11 rưỡi rồi, 11 rưỡi thì tầm thầy cho em tranh thủ về buổi trưa thôi ạ. Thì đến chiều tầm 4-5 giờ thì thầy cho em đi làm về sẽ vào cập nhật tình hình cho quý cô anh chị và sẽ đóng tiền viện luôn cho bác ạ. Và cũng rất là may vì là quý cô anh chị có sự hỗ trợ kịp thời. Hy vọng rằng là sức khỏe của chú được dần dần hồi phục để về tiếp tục cuộc sống của gia đình vì chú là trụ cột trong gia đình, trụ cột chính ạ. Này, hôm nay nhìn nhìn bác gái có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Thì cũng thôi thì cũng phải cố gắng, con dâu cũng sọp người đi kìa.
chắc khoảng tầm 10 ngày nữa, tầm chục ngày nữa mà cứ tình hình sức khỏe này ổn định là có thể về được. Nó sao đâu của chức năng mà bố năng này bắn người à. Vâng, cũng không biết nói gì hơn thì cho em một lần nữa xin cảm ơn quý cô anh chị rất nhiều. Đến buổi chiều hôm nay tầm 4-5 giờ thì thầy cho em sẽ vào để đóng nốt tiền viện cho bác ạ, tiền tiền ký gửi ạ. Vâng, kính thưa quý cô anh chị là trong ngày hôm nay nữa là thầy trò lại tiếp tục ký gửi 20 triệu ạ. Vì là trưa nay lúc trưa nay đi báo là bác sĩ bảo là tiếp tục là để đóng tiền thêm để nộp tiền viện phí, và hiện tại bây giờ đã chuyển ra phòng điều trị rồi thì cũng rất là mừng rồi, hiện tại thì đã là sống rồi. Thì hôm nay thầy trò cũng vừa đi ký gửi thêm là 20 triệu nữa, hôm nọ là 15 triệu và hôm nay là 20 triệu ạ. Thì đưa cho bà nhá, nhớ là giữ cả cái tờ 15 triệu cho cháu nhá, không mất đi là hỏng thầy trò đấy. Cháu nha. Vâng, để Lúc đấy bà sau này nếu mà bác sĩ có cái gì thì cứ cứ bảo là gọi gọi vào số của cháu nhá, nếu bác sĩ có sang hỏi hoặc như thế nào thì cứ cứ bảo gọi số của thầy giáo ấy, thì thấy có gì thì thầy biết trả lời cho nhá. cháu À, thì thôi cứ ông bà cứ ở đây để chăm ông nhá, thế này là ok rồi, tỷ lệ là sống rồi nhá, theo bác sĩ nói là như thế này là tuyệt vời rồi. Ừ, thì thôi hai mẹ con thì cứ thay nhau nhá em nhá, thay nhau thì cứ mệt thì là thay nhau ngủ, cứ trông ông hôm qua hôm kia mấy ngày hôm nay đấy, con dâu ở trong bố chồng là cũng sọp hết người đi rồi, ông này là ông có phúc nên là được con dâu cũng rất là quý thương. Ok, thế là cứ làm điều trị không sao nhá. Làm điều trị mà ổn định xong cái để bác sĩ tháo băng tháo đồ cho là bây giờ sang khoa điều trị là. Vâng, cũng thưa quý anh chị là hiện tại là bây giờ là cũng đã tỉnh rồi, nhận ra mọi người rồi. Tóm lại là cũng đã sống rồi. Thì cháu không biết nói gì hơn, cũng thay mặt chú xin được gửi lời cảm ơn đến quý cô anh chị các tấm lòng vàng cũng là hảo tâm trong thời gian vừa qua thì đã giúp đỡ cho thầy trò rất ít để cứu chú sống lại một lần nữa. Thì hôm nay là đã là ngày thứ hai rồi, đưa vào khoa từ khoa chấn thương bây giờ đã chuyển sang khoa điều trị, thì theo bác sĩ nói là tỷ lệ là khả năng là hiện tại đến giờ là được 90% gọi là phục hồi rồi, chú là có nghĩa là đã nhận ra mọi người, đã nhận ra mọi người và hỏi thì cũng trả lời được, đã nhận ra mọi người hết rồi, cũng là rất là may mắn, không biết nói nhiều hơn. Để cho lại một lần nữa thay mặt gia đình, thay mặt là chú xin được gửi lời tới tấm lòng vàng hảo tâm trong thời gian vừa qua đó, có những cái sự hỗ trợ kịp thời để cứu lại cuộc đời chú lại một lần nữa. Còn xin cảm ơn rất nhiều, thì hiện tại hôm nay là thứ hai đầu tuần thì thầy cho em vẫn phải đi làm và cũng vẫn chạy đi chạy về, để khi hết giờ thì em mới xuống, còn bình thường thì vẫn cho học trò ở nhà xuống để xem tình hình nào thì sẽ báo thông tin về cho quý ban chị để cập nhật tình hình ạ. Thì hiện tại giờ rất là mừng phấn khởi là chú cũng đã tỉnh tỉnh và đã nhận ra mọi người ạ. Thế là cứ yên tâm nằm đấy nhá nhá, đấy, nằm điều trị bây giờ chuyển sang qua điều trị này là ok rồi nhá, sống rồi đấy nhá, sống rồi nên là cứ từ từ nằm điều trị, khó khăn đến đâu thì cháu đấy sẽ xin nhờ vả tới cộng đồng quý các anh chị có nhỏ tâm giúp đỡ cho chú nhá. Vâng, thôi thì thầy cho em chỉ hỏi chú thì chú sức khỏe chú cũng vừa mới tỉnh xong. Vừa mới tỉnh xong nên là chắc là tầm ngày mai kia là có thể là đi lại được rồi. Theo như bác sĩ bảo nếu cứ theo cái đà phát triển như này. Vâng, thầy cho xin được là gửi lời cảm ơn rất nhiều. Video của thầy cho em chúc phát được kết thúc tận đây. Xin được kính chúc quý thầy cô, quý cô anh chị cùng toàn thể các bạn có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.